Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Những người của Quang Huy Chi Thành rất nhanh có thể di chuyển xong rồi. Chúng ta cũng có thể đi tìm vận may thôi. Chính là nơi này. Á kết giới. Kiện thần vật kia chính là ở trong hòn đảo nhỏ này sao? Cũng không biết trên đảo che giấu thứ gì. Vũ Diễm tỷ tỷ, thần vật mà tỷ cảm ứng được chính là ở đây rồi. Chỉ là kết giới này có hơi mạnh, có lẽ là cấp thần. Với thực lực của chúng ta e rằng không thể công phá nó. Đúng vậy, là kết giới của cấp thần. Chả trách thần vật này vẫn luôn không có người có thể làm nhiễm. Ta có thể cảm giác được kiện thần vật phía dưới này vô cùng mạnh. Cũng không biết là thứ gì, đi xem thử một chút. Kết giới này cũng không biết à quy luật gì hình thành. Nhiếp Ly, ngươi tránh ra để ta thử xem có thể phá được kết giới này hay không. Sao băng lửa mạnh thật, thực lực của nữ thần đã đạt đến mức độ này rồi sao? Kết giới này hình như không có chút tổn thất nào. Đây rốt cuộc là sao kết giới này? Kiện thần vật ở hòn đảo trung ương phía dưới cực kỳ mạnh, là thần lực của nó đang còn chống đỡ kết giới. Là sức mạnh của thần vật. Để ta cảm nhận lại một chút. Đây là thời không chi lực.